Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca, chúng ta đang bước vào thời kỳ thứ hai của nền tân nhạc Việt Nam, tức là khoảng thời gian từ năm 1954 tới 1975. Và trong các kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị một số tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ Hoàng Trọng, Ngọc Bích và Xuân Tiên. Tuần này, chúng tôi xin nói tới Vũ Thành và Đan Thọ. Hai nhạc sĩ tuy sáng tác không nhiều, nhưng đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trên dòng nhạc tình Việt Nam. Vũ Thành sinh năm 1926 tại Hà Nội. Con đường nào đã dẫn đưa ông tới với âm nhạc, chúng tôi không có tài liệu để tham khảo. Chỉ biết, ông vừa là một nhạc trưởng, vừa là một nhạc sĩ sáng tác. Ông có thời gian làm chỉ huy trưởng ngành quân nhạc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và từng giữ chức vụ chủ sự phòng văn nghệ Đài Phát Thanh Quốc gia Sài Gòn. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã mô tả chàng nhạc trưởng tài hoa cách đây gần nửa thế kỷ như sau. Phải nhìn Vũ Thành trong bộ quân phục trắng, mũ lưỡi trai có thêu cành lá, đứng điều khiển ban nhạc trong một công viên nào đó trước những dàn kèn đồng sáng loáng, người ta mới biết vì sao trước đây, có lần trước một đám đông cử tọa, khi giới thiệu Ánh Tuyết trình bày ca khúc Giấc mơ hồi hương, Phạm Duy đã gọi Vũ Thành là nhạc sĩ đẹp trai nhất nước. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang nói về công việc sáng tác tình ca, tức là chỉ xét về nghệ thuật, về nội tâm, chứ không kể tới ngoại hình. Thế nhưng, kể cả trong lĩnh vực sáng tác, nhạc tình của Vũ Thành cũng được xem là nhạc quý phái, tương tự như nhạc của Dương Thiệu Tước trước đây, của Công Tiến sau này. Như chúng tôi đã trình bày trong một kỳ phát thanh trước, trong số hàng trăm ca khúc viết về Hà Nội, ba bản được ưa chuộng nhất phải là Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn, Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương và Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành. Đây cũng là ba ca khúc điển hình viết về Hà Nội trong ba thời điểm khác nhau. Hà Nội 49 viết khi chiến tranh Việt Pháp mới bùng nổ, Hướng về Hà Nội viết trong lúc chờ đợi ký kết Hiệp định Geneva và Giấc mơ hồi hương viết sau khi đất nước đã bị phân ly. Xét về nội dung, mỗi tác giả có một tâm tư riêng. Xét về hình thức, mỗi ca khúc có một âm hưởng, có một nét nhạc độc đáo riêng. Chúng ta không thể và không nên so sánh giá trị. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về tác động trên đối tượng, thì Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành có tác động mạnh nhất. Bởi vì, trong khi trong Hà Nội 49 là một Hà Nội đổ nát, điêu tàn trước mắt, trong Hướng về Hà Nội là một Hà Nội tạm thời khuất xa, thì trong Giấc mơ hồi hương là một Hà Nội đã mất, đã xa thật xa. Và riêng đối với Vũ Thành, ca khúc này còn là một lời tiên kiến cho sự vĩnh biệt, bởi vì ông đã sớm qua đời tại Hoa Kỳ vào năm 1987, trước khi có những đổi thay ở trong nước để Giấc mơ hồi hương ấy có cơ may biến thành hiện thực. Yeah.
dầu tan trong bóng đêm dài. Thính giả vừa thưởng thức ca khúc Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành, một ca khúc đã được hàng ngàn, hàng vạn người Bắc di cư xem như kinh nhật tụng, nhưng lại chẳng có mấy người đủ khả năng hát. Nguyên nhân là vì các ca khúc của Vũ Thành đều khó hát. Muốn hát nhạc của ông, người ta không chỉ cần có một trình độ nhạc lý tương đối, mà còn phải tốn công phu luyện tập. Kể cả giới ca sĩ, không phải ai cũng đủ khả năng và can đảm để hát nhạc của ông. Đây là một điều hơi đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng không thể than phiền. Bởi một khi đã chủ trương nghệ thuật vị nghệ thuật, nghĩa là không sáng tác theo thị hiếu đương thời, không sáng tác với mục đích thương mại, thì người nhạc sĩ có toàn quyền lựa chọn chiều hướng sáng tác, về hình thức cũng như nội dung. Chính sự tự do tuyệt đối trong sáng tác ấy đã đem lại cho chúng ta những tình khúc độc đáo, lãng mạn một cách lạ thường. Mà một trong những thí dụ điển hình là bản Nhặt cánh sao rơi của Vũ Thành. Về hình thức, tình khúc này cũng như mọi sáng tác khác của ông, nhiều người cho rằng tác giả đã chịu ảnh hưởng của nhạc cổ điển Tây Phương. Chúng tôi không đủ trình độ luận bàn, nhưng cũng có thể đưa ra nhận xét cá nhân và tin rằng cũng là nhận xét của nhiều người yêu nhạc. Đó là cấu trúc và âm hưởng độc đáo trong các ca khúc của Vũ Thành đã góp phần không nhỏ vào sự phong phú, đa dạng của nền tân nhạc Việt Nam. Về nội dung, các tình khúc của Vũ Thành luôn luôn lãng mạn. Chẳng hạn, từ ngàn xưa, trăng sao vốn đã là đề tài bất tận của thi ca, nhưng hình như chưa có ai lãng mạn tới mức nhặt cánh sao rơi như Vũ Thành. Ông sáng tác tổng cộng 9 ca khúc, nhưng có thể nói, chỉ cần Giấc mơ hồi hương và Nhặt cánh sao rơi mà thôi, cũng đã đủ để chúng ta mãi nhớ tới ông như một trong những nhạc sĩ viết nhạc tình hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Bao niềm thương nhớ.
bạn ngồi bên tôi, tay nắm tay, tim nghẹn ngào, lặng nhìn trời xanh thẳm, đẹp muôn ánh sao. Nhạc sĩ thứ ba trong nhóm Nam Định sau Đặng Thế Phong và Hoàng Trọng, hôm nay chúng tôi muốn nhắc tới là Đan Thọ, thành viên của ban nhạc Thiên Thai trong thập niên 1940. Ông sinh năm 1924, thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ hai của nền tân nhạc Việt Nam. Nhưng chỉ sau khi di cư vào Nam, tới những năm cuối thập niên 1950, ông mới bắt đầu sáng tác và được thính giả biết tới tên tuổi. Ông xuất thân là một nhạc sĩ trình diễn, chuyên về vĩ cầm, kèn sắc xô và nhiều nhạc cụ khác. Tiếng vĩ cầm của ông đã được mô tả là ngọt ngào nhất thời bấy giờ. Tiếng kèn sắc xô của ông cũng được đánh giá rất cao. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1985, Đan Thọ phải làm công nhân để kiếm sống. Nhưng ông không thể bỏ được nghề đàn. Hàng đêm vẫn tới chơi nhạc tại vũ trường Ritz-Carlton của Ngọc Chánh. Đan Thọ có trình độ nhạc lý rất vững, nhưng ông sáng tác không nhiều, rất có thể vì ông gặp trở ngại trong việc đặt lời hát. Ông chỉ có một bản duy nhất do ông viết cả nhạc lẫn lời là bản Bóng Chiến Y. Còn lại đều là những bản viết chung với Xuân Tiên, Nhật Bằng hoặc Thơ Phổ Nhạc.
Tình khúc nổi tiếng đầu tiên của Đan Thọ là bản Tình Quê Hương, phổ từ bài thơ có cùng tựa của Phan Lạc Tuyên. Thế nhưng tình khúc lẽ ra phải được đánh giá là để đời ấy lại chết yểu, chỉ vì nguyên nhân chính trị. Nguyên Phan Lạc Tuyên là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau Hiệp định Geneva 1954, tham gia chiến dịch Bình Định nhằm mục đích ổn định đời sống dân chúng và loại bỏ mọi ảnh hưởng của Việt Minh còn sót lại ở miền Nam, chủ yếu là những vùng quê hẻo lánh. Trong bài thơ mở đầu bằng câu "Anh về qua xóm nhỏ, em chờ dưới bóng dừa", Phan Lạc Tuyên đã mạnh dạn sử dụng hai chữ giải phóng để diễn tả nhiệm vụ của mình. Không may cho Đan Thọ, tình khúc này vừa bắt đầu được yêu chuộng thì vào năm 1961, đại úy Phan Lạc Tuyên tham gia cuộc đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thất bại, ông Tuyên đào thoát sang Campuchia và sau đó theo Cộng sản. Cùng thời gian, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập để chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên, bản Tình Quê Hương bị khai tử cũng là lẽ đương nhiên. Năm 1975, trong lúc còn tranh tối tranh sáng, bản này đã được một số người hát trở lại, nói rằng đây là một ca khúc viết về giải phóng, nhưng sau đó đã bị nhà cầm quyền Cộng sản ra lệnh cấm bởi xuất xứ của bài thơ cũng như quá khứ của tác giả. Người Sài Gòn ngày ấy đã chẳng có ai thương tội Phan Lạc Tuyên, mà chỉ buồn lây trước nỗi oan khiên mà Đan Thọ và tình khúc này phải hứng chịu dưới cả hai chế độ. Thật đáng buồn khi mà cả đến những tác phẩm nghệ thuật cũng không có chỗ dung thân. Anh về quá xóm nhỏ, em chờ dưới bóng dừa, nắng chiều lên mái tóc, tình quê hương đơn sơ. Quê em nghèo cát trắng, tóc em lúa vừa xanh, anh là người lính chiến, áo bạc màu đấu tranh. Em mời anh dừng lại, đêm trăng ướt lá dừa, bên nồi khoai mới luộc ngát thơm vườn ngâu thưa. Em hẹn em sẽ kể tình quê hương đơn sơ. Mẹ già như chiều nắng, nhớ con trai chưa về, ruộng nghèo không đủ thóc, vườn nghèo nóng tầm thương, ngõ buồn màu hoang loạn, quê nghèo thêm xa thương sơ. Thank you.
miền Trung. Anh sẽ là anh đàn em nhỏ, là con của mẹ giữ quê hương. Quê nghèo mãi sẽ tươi mầm sông, đàn trẻ thơ gieo dưa lúa vàng. Tình khúc nổi tiếng thứ hai của Đan Thọ là bản Chiều Tím. Xưa nay, bản này thường được ghi là Nhạc Đan Thọ thơ Đinh Hùng, nhưng cứ theo lời kể của một tác giả uy tín, chính Đan Thọ đã cho biết bản này do thi sĩ Đinh Hùng đặt lời, chứ không phải là một bài thơ phổ nhạc. Ngày ấy, Đan Thọ, Đinh Hùng và nhà văn Thanh Nam cùng ngồi uống cà phê ở Lapagos, nơi tụ tập thường xuyên của các thi văn nghệ sĩ đã thành danh. Đan Thọ lấy bản nhạc mới viết đưa ra cho Đinh Hùng và Thanh Nam coi. Coi xong, Đinh Hùng vốn cũng biết chút đạt địch, tình nguyện viết lời ca. Xong xuôi, ba người gặp lại nhau. Thanh Nam đề nghị lấy ngay hai chữ đầu trong câu mở đầu, Chiều Tím chiều nhớ thương ai, để làm tựa cho bài hát. Thế là bản Chiều Tím chính thức ra đời và đã được ca sĩ Anh Ngọc gửi tới thính giả lần đầu tiên qua làn sóng điện. Gần một nửa thế kỷ đã trôi qua, hễ nhắc tới Đan Thọ là người ta nhớ ngay tới bản Chiều Tím. Thậm chí cả các ca sĩ hàng đầu trong nước hiện nay, sau khi âm nhạc được dần dần cởi trói, cũng rất thích hát bản này. Âu cũng là một niềm an ủi cho Đan Thọ, một nhạc sĩ đã hiến trọn đời mình cho nền tân nhạc Việt Nam. Chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài, sầu trên phím đàn, tình vương không gian, mây bay quan sát. Dòng sông trôi đi lúc chia tay, còn nhớ chăng? Ai nhớ mắt xanh năm nào chiều thu
dấu.